một phùng giang có mấy cầu xin ba tánh nhầm đôi lời cho dài mắt mỏi từ nay bớt có hỏi nơi tai để giúp đời nạn khổ đau đau điều tung rối. Tiếp theo chương trình đến phần thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo đợt 1. Phần này xin trân trọng kính mời đồng đạo Nguyễn Thị Trang, giáo lý viên Phật giáo Hòa Hảo trực thuộc ban chủ thiền giáo lý Trung ương đến chia sẻ qua đề tài phá ngũ uẩn. Xin trân trọng kính mời giáo lý viên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa các vị đại diện trong ban chính quyền địa phương các cấp. Kính thưa giáo lý viên Phan Chí Tâm cũng là giáo lý viên của ban bộ trưởng giáo lý ban trị sự Trung ương. Đồng đảm trách trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay cùng với chúng tôi. Kính thưa ông Nguyễn Nhân Lâm là trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, phường Long Hưng, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Kính thưa các vị đại diện cho mạnh thường quân, các vị là trưởng ban, phó ban, các vị là trị sự viên của tất cả các ban trị sự trong và ngoài phường Long Hưng, thị xã Tân Châu đồng trở về đây tham dự trong buổi sáng hôm nay cùng toàn thể chư quý vị đồng đạo hiện diện kính mến. Kính thưa toàn thể chư quý vị, hôm nay là ngày 25 tháng 10, cũng là ngày chúng tôi được ban hộ truyền giáo lý ban trị sự Trung ương phân công đến đây để cùng gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ với toàn thể chư quý vị trong buổi sáng này. Vậy thì lời nói đầu tiên mà phép với chúng tôi gửi đến toàn thể chư quý vị lời chúc sức khỏe an lành, lời chào mừng kính cẩn và lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Thì hôm nay là một cái nhân duyên rất là thiện lành, lần đầu tiên được đặt chân đến phường Long Hưng, thị xã Tân Châu thưa quý vị. Hôm qua thì chúng ta đã gặp nhau ở ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, thị xã Châu Phong. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau thêm một lần nữa, ngày mai nếu có nhân duyên chúng ta sẽ gặp nhau ở Linh Quang Tự thưa quý vị. Cho nên vì thế mà chúng ta thấy đây là một cái nhân duyên rất là quan trọng đối với tất cả chúng ta. Vì tôi và toàn thể chư quý vị, mình có một cái nhân duyên rất là đặc biệt. Mặc dầu trong buổi sáng này hội trường của chúng ta có một phần gì đó nó chưa được thanh tịnh chút xíu, nhưng mà mình thấy ở đây toàn là những gương mặt từ ái chứa gian. Đây là những cái gương mặt gọi là rất là thiện cảm và thể hiện cái tinh thần của đạo Phật giáo Hòa Hảo, phải không quý vị? Đạo của thầy mình là Phật giáo Hòa Hảo, chữ Hòa là thuận thảo, chữ Hảo là tốt đẹp. Đây là thể hiện cái sự tinh thần đoàn kết, dìu dắt lẫn nhau đi vào con đường đạo đức và dìu dắt lẫn nhau để trao sửa thân tâm, sàng lọc tâm thức của mình để từng bước chúng ta tiến tu đi đến sự giải thoát, đưa nền đạo của thầy ngày càng phát triển giống như câu mà Đức Thầy đã chỉ dạy, đó là gì quý vị? Phận môn đệ phải lo dung quén, tầm sức nhỏ còn làm nên kén. Người không lo có thẹn hay chăng, cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng. Giới tín nữ thiện nam Phật giáo, nên cố gắng trao thân gìn đạo. Hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh. Công đức Phật từ bi vô lượng, phải không? Vậy thì hôm nay mình đang hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành đó để chi? Để làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật, đức thầy chúng ta từ bi vô lượng. Cho nên hôm nay mình tới đây là mình lượm vàng đó nha quý vị. Vì thế mà chúng ta phải tĩnh tâm tư duy, sàng lọc chánh pháp. Hôm nay mình có mặt trong hội trường này đâu phải là tự nhiên mình có. Nhiều khi hôm nay mình muốn đi nha, muốn đi tĩnh pháp tại ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo phường Long Hưng này, nhưng nhiều khi sáng lại mình có công việc hoặc là mình có một cái điều gì đó nó bất chợt mình không đến đây được. Nhưng mà hôm nay quý vị đã đến đây gặp tôi và giáo lý viên Phan Chí Tâm, chúng ta cùng nhau đoàn kết phá
triển trao sữa thân tâm là mình đang có hai cái phước đó. Thân người khó được, hôm nay mình đã được. Phật pháp khó nghe, hôm nay chúng ta đã được nghe. Cho nên vì thế ở đây là hai cái phước báo quan trọng vô cùng. Cho nên tôi và toàn thể chú quý vị, mình đang đến đây là lụm vàng, tôi lụm, quý vị cũng lụm, phải không quý vị? Nếu mà đến đây mình không tĩnh tâm, mình không im lặng, mình không chiêm nghiệm để nghe pháp thì hôm nay chúng ta đi là chúng ta lỗ ngang. Vì thế tôi và giáo lý viên Phan Chí Tâm đến đây cùng gặp gỡ trao đổi với quý vị trong buổi sáng này là chúng ta đang hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ tinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Đây là một cái nhân duyên rất là lớn, cho nên chúng ta hãy vì cái nhân duyên này để chúng ta làm một cái bàn đạp đẩy nền đạo của thầy ngày càng phát triển, phải không quý vị? Bớt bàn, bớt luận để chúng ta tĩnh tâm nghe pháp, sàng lọc chánh pháp, để tâm chúng ta bình, tánh mình tịnh thì tâm mình sẽ được trong sạch và đi đến cái quá trình tu tập giải thoát. Vậy thì qua cái lời của vị dẫn chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi đến đây cùng gặp gỡ với toàn thể chú quý vị qua một cái chuyên đề bình giảng 4 câu trong bài Trong Cội Tàu Hảo. Phá ngũ quẩn rất lần tha mái, cội sân si cũng phải tảo trừ, đem về giác tánh chân như, kim thân thị hiện dứt trừ tử sanh. Đây là 4 câu trong bài Trong Cội Tàu Hảo. Bài Trong Cội Tàu Hảo thánh phẩm dài gồm 37 câu, khởi đầu bằng câu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tới câu cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng, dài đến hai cái câu cuối cùng, đó là tờ qua ít chữ gọi lòng chia vui. Đây là thánh phẩm vô cùng đặc biệt mà Đức Thầy viết để gửi tặng cho ông Tòa Tàu Hảo. Vậy thì ông Tòa Tàu Hảo là ai? Xin thưa với toàn thể chú quý vị, ông Tòa Tàu Hảo có tục danh là ông Trần Quang Hảo, là người cai quản toàn bộ khu vực bến tàu, toàn bộ tất cả các nhân viên với thời của thực dân Pháp. Và ông là thân phụ của ông Trần Quang Hạnh, mà ông Trần Quang Hạnh là ghế của ông Ký Giỏi. Vậy thì đây là thông gia với ông Ký Giỏi. Nhưng chúng ta biết ông Ký Giỏi thực hiện phương pháp niệm Phật đã biết trước ngày giờ giảng sanh 3 tháng. Nhưng ông Cò Tàu Hảo không phải là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nghe quý vị. Ông Cò Tàu Hảo trước kia tu theo đạo Cao Đài, sau một khoảng thời gian ông mới quy y và bắt đầu tu theo đạo Phật. Cho nên mới có hai cái câu cuối đó: lắng tai nghe được tinh thần, lắng tai tôi nghe được cái tin. Ông tu, ông quy y theo đạo Phật, cho nên tôi mừng. Vì thế mà thánh phẩm 37 câu này để nhằm sáng tác gửi tặng cho ông đó. Nhưng mà chúng ta biết ông Cò Tàu Hảo nha quý vị, cái tâm rất là vọng động, không lèo lái con thuyền từ bi trí huệ được. Cho nên vì thế thánh phẩm 37 câu này nhằm với hai cái ngụ ý rất là quan trọng. Thứ nhất là khuyến tấn, thứ hai là gì quý vị? Là chỉ cho ông Cò Tàu Hảo những cái phương pháp tu. Đầu tiên là chúng ta thấy cái sự khuyến tấn của Đức Thầy đối với ông Cò Tàu Hảo là cái câu gì? Câu chúc: chúc ông thoàn nhã dững lèo, qua bờ giác ngạn sớm treo gương màu. Lời chúc thứ hai là gì? Chúc cho đó dẹp mây mù, vững vàng bắt thối công phu dung tròn, đến ngày biển cạn non mòn, tứ ân đã trả chẳng còn tội căn. Nay ông nhập tự làm tăng, trước sau tuy khác thiện căn vẫn đồng, lắng tai nghe được tinh hồng, tờ qua ít chữ gọi lòng chia vui, phải không? Vậy thì qua hai cái lời khuyên tấn thì thầy còn chỉ dạy cho ông tất cả các phương pháp tu. Đây là lời của Phật chỉ dạy cho một vị tỳ kheo, một vị sa môn nha quý vị, chứ không phải đây là lời của Đức Thầy mình chỉ dạy cho tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Tại vì ông Cò Tàu Hảo đâu phải là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, ông Cò Tàu Hảo quy y tu theo đạo Phật. Vậy thì ngoài hai cái lời khuyến tấn, thầy còn chỉ dạy cho ông đầu tiên là phương pháp thọ tam quy ngũ giới, phải không? Cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng, tam quy ngũ giới, lòng hằng nhìn theo. Tam quy là gì? Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Ngũ giới là gì? Không sát sanh, đạo tặc, tà dâm, vọng ngữ, vũ lụ. Đó là cái phương pháp đầu tiên Đức Thầy chỉ dạy cho ông. Rồi thực hiện công hạnh giác tha nêu gương độ chúng, cầu tu cho đạt ngũ hương. Ngũ hương là gì quý vị? Ngũ hương trong giáo lý của nhà Phật, đây là năm đức
hạnh trong kinh Phật có nói về năm ngũ hương, đó là giới, giới pháp thân, định pháp thân, huệ pháp thân, giải thoát pháp thân và giải thoát tri kiến pháp thân. Đó là trong giáo lý của nhà Phật nha. Còn trong pháp Bửu Đàn kinh, Đức Lục Tổ Huệ Năng có nói về ngũ hương, đó là giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát hương và giải thoát tri kiến hương. Đó là cầu tu cho đạt ngũ hương. Rồi phương pháp, dùng pháp gì quý vị? Bát nhã ngăn lục căn không nhiễm lục trần. Lục căn là gì? Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Lục trần là gì? Sắc thân hương vị xúc pháp. Ngăn lục căn không nhiễm lục trần, sanh ra sáu thức. Ngoài tất cả phương pháp đó, phương pháp phá ngũ quẩn đi đến chỗ kiến tánh. Ngũ quẩn là cái gì thì chút xíu chúng ta sẽ tìm hiểu. Ngoài tất cả phương pháp đó, ngoài ra thầy còn dạy ông phương pháp đền trả tứ ân. Đến ngày biển cạn non mòn, tứ ân đã trả chẳng còn tội căn. Tứ ân gồm có ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào và nhân loại. Đây là tứ ân. Ngoài tất cả các phương pháp đó thì thầy còn dạy ông thực hiện công hạnh giác tha để hoàn mãn bổn phận của mình. Đó là tự giác, là ông tự tìm, tự học, tự hành đạo. Đó là giác tha, tự giác. Giác tha là đi đến chỗ giải thoát và hoàn mãn, đi đến chỗ nhập niết bàn. Đó là giác hạnh viên mãn. Đây là toàn bộ thánh phẩm 37 câu, ý nghĩa rất là sâu sắc của Đức Thầy chỉ dạy câu Còi Tàu Hảo nói riêng và tất cả tín đồ Phật giáo Tàu Hảo nói chung. Những phương pháp tu để thấy kiến tánh của mình. Vậy thì trong buổi sáng ngày hôm nay, ban tổ chức có nói là chúng ta sẽ có 10 câu hỏi. Mỗi vị giáo lý viên là 5 câu hỏi do với sự tài trợ của chú Út Giao. Thì hôm qua chú cũng tài trợ 10 chiếc máy ở thị xã Châu Phong, ở ban trị sự ở Châu Phong. Thì hôm nay chú với cái tinh thần đạo đức là cái nhà Mạnh Thường Quân tài trợ máy, đề nghị chúng ta cho chú một tràng pháo tay hiểu quý vị. Trong buổi sáng này thì chú đã tài trợ cho tôi và giáo lý viên Phan Chí Tâm thêm 10 chiếc máy nữa, tượng trưng cho 10 câu hỏi qua hai cái đề tài. Vậy thì bây giờ chúng ta nghe cái đề tài thứ nhất. Chúng ta ghi được cái gì ghi để chút xíu chúng ta sẽ đứng lên trả lời để anh chị quý vị, để chúng ta nhận máy gieo duyên với ban tổ chức. Vậy thì trong buổi sáng hôm nay, qua sự giới thiệu của vị dẫn chương trình, chúng tôi sẽ tìm hiểu ý nghĩa 4 câu kim ngôn ngọc ngữ của Đức Thầy. Đó là phá ngũ quẩn rất lần tha mái, cội sân si cũng phải tảo trừ, đem về giác tánh chân như, kim thân thị hiện giúp trừ tử sanh. Bây giờ chúng ta phân tích câu thứ nhất, phá ngũ quẩn rất lần tha mái. Chữ phá đây là gì? Phá đây có nghĩa là đạp đổ đi, diệt trừ đi cho nó không còn còn tồn tại. Ngũ quẩn là năm món tập hợp tạo thành thân và tâm của chúng ta, che mờ đi chân tánh. Tại sao gọi là thân? Tại sao gọi là tâm? Tại vì trong năm món này có một món thuộc về thân và bốn món còn lại thuộc về tâm. Một món thuộc về thân đó là sắc quẩn, bốn món còn lại thuộc về tâm của mình. Đó là gì quý vị? Thọ, tưởng, hành và thức. Mình ghi lại chút xíu mình đứng lên trả lời nghe. Vậy thì có người nói cô Trang ơi, ngũ quẩn và ngũ ấm nó có giống nhau không? Xin thưa với quý vị, ngũ quẩn và ngũ ấm nó đều giống nhau, nhưng do hai cách gọi là do hai vị thiền sư đặt ra. Ngũ quẩn là do ngài Huyền Trang Tâm Tạng dịch, ngũ ấm là do ngài La Thập dịch. Cho nên mặc dầu hai cái cách gọi nó khác nhau, nhưng cùng chung một nghĩa, đó là che mờ đi chân tánh. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy rất là rõ ràng: quẩn giả tích tụ, ấm giả cái phú, tích tụ hữu di cái phú chân tánh. Có nghĩa là quẩn là chứa nhóm, ấm là che lấp, do chứa năm món hữu di mà che mờ đi chân tánh. Mà che mờ đi chân tánh là che mờ đi bản thể, che mờ di ngọc quý trong tâm thức của chúng ta. Đó là gì? Là tánh Phật. Cho nên vì thế câu đầu tiên thầy dạy mình là gì? Phá. Bây giờ muốn phá nó, chúng ta phải biết nó là cái gì. Ở đây không có thời gian,
chúng ta sẽ không bao giờ phân tích rõ được sắc thọ tưởng hành thức. Đêm đó tôi thuyết ở Ban trị sự ở Nhân Mỹ, mà cái hội trường ở ngoài trời đó, thời gian 2 tiếng đồng hồ, nói về cái vấn đề ngũ quẩn này đó nha quý vị, phân tích rất là rõ ràng. Ở đây tới 2 vị giáo lý viên, thời gian mình không có, thêm hỏi câu hỏi nữa. Thì quý vị cũng đã biết sắc thọ tưởng hành thức là cái gì rồi, chúng ta sẽ nói lướt qua để chúng ta đi vào cái cách hành thấy được cái kiến tánh của mình. Vậy thì muốn phá được ngũ quẩn phải biết ngũ quẩn là cái gì. Đầu tiên là sắc, ở đây không phải là sắc đẹp, mà sắc ở đây tức là cái sắc thân tứ đại, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Đầu tiên là cái sắc thân này của mình là thân gì? Thân giả. Thân mình có tịnh không? Bất tịnh. Thân mình có sạch không? Bất sạch. Thân mình có hoại không? Có hoại nha quý vị, chứ không phải là thân kim cang của Phật mà không hoại nha. Bây giờ thử hỏi mà buổi sáng chúng ta thức dậy mà chúng ta không vệ sinh cá nhân của thân mình có sạch không? Thân mình có tịnh không? Thân mình có thơm không? Nhưng mà mình không biết cái điều đó, mình vẫn tạo nghiệp để dung dưỡng cho cái xác thân tứ đại này. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy thế nào? Thân này là một cái thành xây bằng xương cốt và quanh tứ bề, quét tô máu thịt bao che đặng mà chứa chất não nề bên trong. Sự già nua, sự tử vong chứa chan kiêu ngạo chất chồng dối gian phải không? Cho nên biết được điều này, chúng ta đừng dung dưỡng xác thân. Phải biết một điều, thân này là thân giả, lấy thân tạo phước, đừng bao giờ lấy thân tạo nghiệp. Hai cái này nó khác nhau nha, nó chỉ cách nhau một cái ranh giới, lấy thân tạo nghiệp, lấy thân tạo phước. Cho nên vì thế thầy dạy thế nào, xét thầy dạy thế nào quý vị, cái sắc nước hương trời ấy của các trò nào khác chi cành hoa sớm nở chiều tàn, không chi bền chắc, còn linh hồn còn tội chướng thì linh hồn phải chịu luân chuyển báo đền. Cho nên biết được điều này, đừng dung dưỡng xác thân, đừng để cho nó sai xui khiến mình tạo nghiệp nuôi nó, đói cho nó ăn, khát cho nó uống, bệnh cho nó uống thuốc thôi. Đừng bao giờ dung dưỡng để mà tạo nghiệp, vì hơi thở này thở ra hít vào, thở ra mà hít vào không được thì tất cả mọi thứ trên thân tứ đại vô thường này không bao giờ bền chắc, mình không có nắm níu được cái gì, phải không? Có ai giơ tay lên nói là tôi sống từ đây tới chiều không? Ai giơ tay lên nói là tôi nói tôi sống từ đây tới sáng ngày hôm sau không? TV, tủ lạnh hay là điện thoại có thời gian bảo hành, nhưng sức khỏe, trí huệ và sự sống của chúng ta không bao giờ bảo hành với bất kỳ cái định luật vô thường nào của tạo hóa. Cho nên vì thế đừng bao giờ dung dưỡng. Để chi? Để chúng ta cộng nghiệp mà phải quán diệt trừ nó, để chúng ta diệt trừ cái tên tặc đầu tiên, đó là sắc quẩn, sát thân tứ đại. Bốn tên còn lại là gì? Thọ, tưởng, hành, thức. Thọ là gì quý vị? Cảm giác. Tưởng là gì? Sự ghi nhớ của tâm thức đem về tâm tạo thành vọng niệm. Rồi hành là gì? Đem vọng niệm đó để mà thực hành, để mà điều tiết và để chi? Để tâm của chúng ta không trong sạch, không thanh tịnh, để không thấy được bản thể. Thức là gì? Là sự nhận thức của tâm ý, điều tiết thọ, điều tiết tưởng, điều tiết hành. Và làm sao quý vị? Cái thức này tôi nói một cách rõ ràng cho dễ hiểu thế này. Đầu tiên tôi thấy quý vị là tôi thấy quý vị, nhưng mà không thấy màu sắc. Thức ở đây là thấy quý vị đầu tiên mà không thấy màu sắc. Cho nên vì thế nó mới điều tiết xuống 6 căn, tiếp xúc với 6 trần. Tôi nói ví dụ cái bông hoa này, nó màu trắng, màu xanh, màu đỏ đó. Lần đầu tiên tôi thấy nó là nó không có màu sắc. Bắt đầu điều tiết xuống mắt, mắt sẽ phân định đây là màu vàng, màu trắng, màu đỏ, màu xanh. Điều tiết qua cho thằng thọ là cảm giác đó, có thức không? Thức thì tiến đến hái. Điều tiết qua cho thằng tưởng, chụp hình cái bông hoa này đem vào tâm tạo thành vọng niệm. Điều khiển cho thằng hành, để chi? Đem vọng niệm này khởi lên tắt xuống, khởi lên tắt xuống, đặng chi? Đặng mình niệm Phật, mình cúng không thành tâm, tư tưởng của mình đặt nặng chỗ khác, đặng chi? Đặng luân hồi sanh tử.
Đó là ngũ uẩn đó. Mục đích của nó là gì? Làm cho mình luân hồi sanh tử không giải thoát. Đây là cái mục đích chính của nó. Cho nên vì thế hôm nay thầy dạy mình không cần nói nhiều. Phá. Phá là diệt trừ đạp đổ đi năm tôn tật này: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Vậy thì phá bằng cách nào? Ở đây có hai lời dạy. Lời dạy thứ nhất là lời dạy của Đức Phật. Lời dạy thứ hai là lời dạy của Đức Thầy. Phật dạy mình như thế nào? Quán tự tại hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến độ nhất thiết khổ ách. Quán tự tại là quán Thế Âm. Thực hành trí huệ tâm sâu quán ngũ uẩn là không nên vượt thoát mọi khổ ách. Trong thời kỳ của Đức Phật, tu thiền là chính, tịnh độ là phụ để hỗ trợ cho tu thiền. Chuyên đề tịnh độ có từ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nha quý vị. Năm sau tôi sẽ nghe cái đề tịnh độ và biết xuất xứ của tịnh độ xuất phát từ đâu. Tịnh độ xuất phát từ nước Trung Hoa và có từ khi mà Đức Thích Ca thành đạo, nhưng mà không phát triển mạnh tới thời của thời kỳ Trung Hoa, vị tổ đầu tiên mới có thể phát triển mạnh và lưu truyền tới Việt Nam của chúng ta. Đó là nguồn gốc của tịnh độ. Vậy thì trong thời kỳ của Đức Phật Thích Ca đã có tịnh độ rồi, nhưng mà pháp thiền là chính, tịnh là phụ để hỗ trợ cho pháp thiền. Cho nên vì thế Đức Thế Tôn dạy tất cả đệ tử của mình đó, sau khi thọ thực xong, các con phải tìm một cái gốc cây nào đó, một cái nơi nào đó vào thiền định để mà diệt trực tiếp những điều gì còn lưu luyến trong tâm thức của chúng ta. Cho nên vì thế chúng ta thấy như thế nào quý vị? Phật dạy tất cả các tỳ kheo ni, tất cả đệ tử của Ngài đều vào thiền định để quán chiếu. Cho nên ngũ uẩn một khi có trong tâm thức của mình thì Phật dạy phải quán tự tại, tức là quán Thế Âm vào thiền định, diệt trực tiếp ngũ uẩn thì sẽ thấy được kiến tánh. Cho nên chúng ta thấy cái tràng pháp khi xưa của Đức Phật đó, khi mà cái tràng pháp của Đức Phật mà thuyết xong, có vô số thính chúng chứng đắc quả vị A-la-hán, vô số thính chúng chứng đắc quả vị Phật Bích Chi, sơ quả Tu Đà Hoàng là do họ vào thiền định trong khi nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp. Cho nên vì thế họ đã diệt trực tiếp những điều còn lưu luyến trong tâm thức của mình. Hôm nay trong thời buổi hạ nguyên mạt pháp này, thầy ra đời dạy chúng ta là pháp môn tịnh độ là chính, thiền là phụ, phải không? Thầy dạy như thế nào? Lòng thương chúng thuyết phương tịnh độ, đặng dắt dìu tất cả chúng sanh. Nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên, phàm, ma, quỷ, súc sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành được cứu cánh về nơi an dưỡng, chỉ một kiếp Tây phương hồi hướng, thoát mê đồ, dứt cuộc luân hồi, với con. Vậy thì vào thời của Đức Thầy mình, thầy mình dạy tịnh độ là chính, thiền là phụ để hỗ trợ cho tịnh độ. Vậy thì làm sao mình diệt trực tiếp giống như thời kỳ của Đức Phật được? Cho nên dầu trực tiếp hay gián tiếp, cách nào cũng thấy được kiến tánh của mình cả. Vào thời Đức Phật thì diệt trực tiếp, thầy mình thì diệt gián tiếp. Cho nên vì thế thầy mình chỉ dạy trong quyển tư rất là rõ ràng, diệt một cách gián tiếp, miễn sao tất cả tín đồ Phật giáo hòa hảo thấy được kiến tánh của mình thì trực tiếp hay gián tiếp không là vấn đề gì cả. Phải không? Thầy dạy mình như thế nào quý vị? Lời ta dạy hãy nên suy nghiệm, phải phá tan ngũ uẩn trong mình, chữ tham trong ý muốn mặc tình, ráng định tánh trừ cho nó tuyệt, chữ gây gỗ là sân hãy diệt, cho nó đừng thấp thoáng trong lòng, thêm chữ si thiệt quá lòng vòng, nên tịnh trí tìm nơi dục tắc, chữ nhân ngã cũng là quá gắt. Ta chớ nên phân biệt với người, dẹp năm tên được mới mừng cười, vô pháp tướng mới là thiệt tướng, phải không? Vậy thì vô pháp tướng là không trụ tướng. Nếu mà chúng ta không trụ tướng, chúng ta mới thấy được cái tướng thật của chúng ta. Vậy thì muốn phá ngũ uẩn, qua lời dạy của Đức Thầy là mình phải diệt cái tánh tham, sân, si, nhân và ngã của chúng ta. Đây là năm cái tên tật, phải không quý vị? Năm tên này mất tự khắc, thọ, tưởng, hành, thức chúng ta
tự khắc sẽ không còn nữa. Vậy thì đầu tiên mình diệt cái tánh tham của mình, phải không quý vị? Thầy dạy tánh tham lam là lòng ham muốn quá độ của tất cả chúng sanh, phải không? Và lòng ham muốn này là cội nguồn của biết bao nhiêu sự tội lỗi. Đức thầy chúng ta dạy rất là rõ ràng. Ác thứ 8 là lòng tham hiểm muốn bao gồm của thế một mình, tham nhà cao cửa rộng thân dinh, tham giường ruộng cò bay thẳng kiến, thấy của người thèm khô nước miếng, tính làm sao lường gạt lấy đi, sẵn túi tham bất cứ chuyện gì, giàu xấu tốt cũng là dồn chứa. Chúng ta biết cái tánh tham của mình nghe, nó là cội nguồn của biết bao nhiêu sự tội lỗi đó. Từ bấy lâu nay cái hạt giống tham lam của chúng ta nó đã gieo vào trong tâm thức của chúng ta rồi, từ nhiều tiền kiếp chứ đâu phải là mới đây, phải không quý vị? Cho nên về tới hôm nay, nếu chúng ta không như thế nào, không khéo léo, không dụng tâm và không diệt trừ cái sự tham lam, thì bông hoa tham này một khi trổ lên, một khi bông hoa tham này trổ lên thì cái con đường giải thoát của chúng ta không bao giờ hoàn mãn. Cho nên thầy dạy biết sao đầy được túi tham, không ngăn không đáy càng làm không kiên. Phải chi cái túi tham của mình nó có ngăn nó có đáy, mình dồn chứa một thời gian nó đầy ha, nhưng mà cái túi tham của mình nó không có ngăn nó không có đáy, mình làm không có kiên, dồn chứa bao nhiêu cái sự tốt bao nhiêu cái sự xấu dồn hết trơn vào cái túi tham của chúng ta. Cho nên vì thế nếu hôm nay chúng ta càng tham, chúng ta càng luân hồi sanh tử giống như vợ của một vị trưởng giả này, thì sao quý vị? Bà rất là tham tiền, tham tiền đến nỗi không bao giờ bố thí cho bất kỳ ai cả. Cho nên vì thế khi mà bà chết, bà nọ làm ngạ quỷ một hôm ngày một kiền liên mới ngồi thiền định, thấy hình dáng của ngạ quỷ rất là đói khổ, ăn thì bằng lửa, uống cũng bằng lửa nữa, mà lửa này là lửa địa ngục ngang, chứ không phải là lửa thường như mình nghe quý vị, lửa này là lửa của địa ngục. Thì ngày một kiền liên vào thiền định mới thấy ngạ quỷ như thế, ngài mới đến hỏi: này ngạ quỷ, tại sao ngươi lại chịu đói chịu khát như thế? Ngạ quỷ mới trả lời: dạ bẩm ngài một kiền liên, hôm nay Phật vẫn còn ở tại thế, xin ngài đến đó hỏi Phật nguyên nhân nào mà tôi bị đói bị khát như thế. Thì lúc này ngài một kiền liên mới dùng thần thông của mình đến tịnh xá kỳ hoàng để ý kiến Phật và để hỏi xem ngạ quỷ này nguyên nhân nào mà chịu đói chịu khát như thế. Thì lúc này Đức Phật đang chuẩn bị thuyết pháp, hội chúng rất là đông. Thì nghe lời thỉnh pháp của ngài Mục Kiền Liên, lúc này Đức Phật mới nói: này Mục Kiền Liên và tất cả thánh chúng ở đây, hôm nay vì các ngươi ta nói nguyên nhân của ngạ quỷ này. Ngạ quỷ này kiếp trước là vợ của một phú ông vô cùng giàu có, nhưng do cái tâm bỏng sẻn ích kỷ không cúng dường. Nếu không cúng dường thì không nói chi, thậm chí không cúng dường mà còn như thế nào quý vị? Nhục mạ tỳ kheo. Từ cái chỗ nhục mạ tỳ kheo đó nên mới ích kỷ bỏng sẻn và trở thành ngạ quỷ. Này các con có biết rằng kiếp trước bà rất là giàu, một hôm cái người chồng của bà đó mấy thật thi cái việc mà cúng dường, ai tới nhà đều cúng dường hết trơn. Một hôm mới có một vị tỳ kheo này đứng trước cửa để mà xin vào ý kiến để mà nhận cái thực phẩm cúng dường, tại vì ông rất là kính trọng Phật. Thì khi mà ông đã mở cửa cho vị tỳ kheo này bước vào rồi, ông sửa soạn cúng dường, thì lúc này ông đang đi công chuyện, ông mới dặn bà vợ ở nhà là: hôm nay ta đã rước tỳ kheo vào nhà rồi, bà ở nhà cúng dường cho tỳ kheo đầy đủ thức ăn thức uống. Thì lúc này bà vợ mới nói: ông đi đi, ở nhà tôi cúng bình thường, không có chuyện gì xảy ra trơn, tôi sẽ thay ông cúng dường cho tỳ kheo, yên tâm đi. Thì ông chồng lúc này rất là mừng, khi mà bước ra khỏi cửa rồi, bà vợ không những không cúng dường mà cái vị này còn nhốt vị tỳ kheo không cho ăn không cho uống, đợi qua 12 giờ trưa gọi là giờ ngọ đó quý vị, thì thả vị tỳ kheo này ra. Bây giờ mà mình không cúng dường nước thức ăn nước uống thì mình có thể thả cho người ta, đặng người ta đi tìm cái chỗ khác. Đằng này bà không cúng dường thức ăn nước uống mà bà còn nhốt vị tỳ kheo lại. Thì lúc này vị tỳ kheo quá đói và quá khát rồi, nhưng mà khi mở cửa ra, ông vẫn không bao giờ trách cứ người này, và đảnh lễ xong bước ra khỏi nhà và đi về tịnh xá. Thì nguyên ngày đó vị tỳ kheo này đâu có dùng thực được, người ta chỉ dùng một buổi thôi, qua ngày hôm đó thì tới ngày hôm sau đúng giờ ngọ mới có thể dùng nữa. Thì lúc này bà đứng ở trong nhà, bà cười rất là hả hê: hôm nay
ta đã trả thù được rồi. Vậy thì từ đây về sau các ngươi đừng hòng đến đây mà lấy thức ăn nước uống được. Cho nên một cái tâm niệm ác của bà khởi lên, giống như bà Thanh Đề khi xưa một tâm niệm ác khởi lên thì tương lai bị đọa vào cảnh giới địa ngục vô gián. Nhưng cái vị này còn nặng hơn bà Thanh Đề và đã đọa vào ngạ quỷ luân hồi chuyển kiếp không bao giờ được. Cho nên vì thế này tất cả thánh chúng ở đây và ngài Mục Kiền Liên hãy mở tâm mình bố thí và hãy lợi nói với ngạ quỷ, biết sám hối và nhờ quay lực của Phật, quay lực của ngài Mục Kiền Liên thì ngạ quỷ này mới thực thi vấn đề giải thoát sanh lên cõi trời hưởng phước. Cho nên đây là cái gì quý vị, cái tánh tham chấp trước của chúng ta đó. Mình biết đời là giả tạm, đời là vô thường, đừng bao giờ chấp trước cái sự tham mà phải biết bố thí để diệt trừ cái sự tham của mình. Tại vì chỉ có bố thí là cách nhanh nhất để diệt đi cái tánh tham. Nhưng từ bấy lâu nay mình ghiền, mình nhiễm cái tiền tài vật chất, danh vọng, vợ đẹp, con cưng, nhà cao cửa rộng, mình nghĩ mình chết mình đem theo. Nhưng mà thật sự chết đâu có đem theo. Cho nên thầy dạy hố sâu tình dục lại ghiền, ghiền cho đến lúc chúng thiên quan tài, nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của, đem rài hầu non, chỉ có cái gì, chỉ có tội phước khởi còn. Đến nơi thẩm phán cửa son diêm đài, phước nhiều tiên cảnh lên rài, tội nhiều xa đỏ, nhiều ngày thảm thê với con. Mình chỉ đem theo tội và phước thôi. Cho nên biết được điều này, hôm nay mình chưa có cho ai tiền, thử cho 10.000 đi, cái tâm mình nó khác. Qua ngày hôm sau cho 50.000, cái tâm mình nó khác. Qua ngày hôm sau cho 100.000, cái tâm mình nó khác. 1.000.000, cái tâm mình nó khác. 10.000.000, cái tâm mình nó khác. Cho nên cái cách mà diệt đi cái sự tham nhanh nhất là cách bố thí. Thầy dạy thế nào? Muốn trừ tham phải liệu cách nào? Phải bố thí diệt lòng ích kỷ, tâm chánh niệm thường thường suy nghĩ, vật ở trần như bọt nước làng mây, thân ta còn dài đó mai đây, của ấy cũng khi tan khi hiệp, phải không? Thân của mình còn dài đó mai đây, hôm nay mình sống biết ngày mai mình còn sống không? Thân ta còn dài đó mai đây, của ấy cũng khi tan khi hiệp, phải không? Biết được điều này để diệt trừ cái tham bây giờ tới sân nộ và mê si. Sân nộ và mê si thì ta đợi câu thứ hai chúng ta sẽ phân tích. Bây giờ nhân và ngã. Nhân là gì? Là tướng người. Ngã là cái gì? Là tướng ta. Nhân ngã là hai trong bốn tướng mà Đức Phật cấm. Trong Kinh Kim Cang Đức Phật dạy như thế nào? Nhược Bồ Tát hữu nhân tướng, chúng sanh tướng, ngã tướng, thọ giả tướng, tức phi Bồ Tát. Có nghĩa như thế nào quý vị? Nếu Bồ Tát nào độ chúng sanh mà còn chấp nhân chấp ngã, độ chúng sanh mà còn chấp chúng sanh để độ, chấp chúng sanh để được độ là không phải là Bồ Tát. Vậy thì nhân ngã là gì? Mình là số 1, mình là trên hết, mình là đẹp hết trong bản thể của chúng ta. Bây giờ mà ai mà đứng đây đọc giảng nghe, ở dưới ngồi chàng ơi đọc vậy sao bằng tôi, tôi đọc hay dữ lắm nghe, chị đó đọc làm sao bằng tôi được. Mà thấy người ta đẹp cái nó chàng ơi làm sao đẹp bằng tôi coi sòn sòn vậy chứ, tôi đi thuyết giảng tôi không có trang điểm đó, chứ mà tôi trang điểm lên tôi cũng đẹp nha ai vậy, nhiều khi tôi còn đẹp hơn nữa. Người ta mà nói cái gì nghe là mình không có chịu thua. Ví dụ như làm sứ ngôn đó, cần chàng ơi cái chú đó cái đệ đó làm sứ ngôn đâu có bằng tôi, tại vì hôm nay tôi bệnh thôi, chứ nếu mà tôi không bệnh thứ ơi tôi làm sứ ngôn còn hơn cái người đó nữa. Đây là cái gì? Là cái ta, cái tôi, cái bản ngã của mình đó. Người ta mà hơn mình một chút xíu là không có được. Mình là số 1, mình là đẹp hết, mình là hoàn thiện hết. Mà ai mà đụng tới cái bản ngã của mình đó nghe là bắt đầu cái tham, cái sân, cái si nó nổi lên liền. Cho nên thầy dạy mình như thế nào? Tâm trần tục còn phân nhân ngã thì làm sao thoát khỏi luân hồi? Mình còn nhân, mình còn ngã, mình còn ta, mình còn tôi, mình là số 1 trong bản thể của mình thì làm sao giải thoát được, phải không quý vị? Phật là phải có bốn đức: từ, bi, hỷ và xả. Mà bây giờ mình còn nhân, mình còn ngã, mình còn chấp này chấp kia, mình còn nói mình là số 1, mình là trên hết, mình là không ai bằng mình hết trơn đó, thì tương lai sẽ không bao giờ chúng ta giải thoát được.
Hôm nay mình tu, mình phải nhìn lại bản thân mình. Tôi đã từng nói rất nhiều hội trường, mình càng tu bao nhiêu, mình càng nhìn lại cái lỗi mình bao nhiêu, mình càng tu bao nhiêu, mình sẽ biết được mình bị khiếm khuyết cái chỗ nào. Cho nên nhân vô thập toàn đâu có ai hoàn mỹ đâu. Nếu hôm nay chúng ta nói mình là tốt, mình là hoàn mỹ là mình chưa tu đúng đó. Mình tu đúng rồi, mình sẽ thấy mình còn sơ suất, mình sẽ thấy mình có lỗi, mình sẽ thấy mình như thế nào quý vị, rất là tệ, cần phát huy thêm. Cho nên đây là cái vấn đề gì? Là chúng ta đã diệt được cái sự nhân, cái sự ngã trong tâm thức của mình rồi đó. Vậy thì hôm nay muốn phá đi ngũ uẩn, diệt trừ cái sự mà sắc, thọ, tưởng, hành, thức, là chúng ta phải diệt trừ tánh tham, sân, si, nhân và ngã. Năm tên này mất tự khắc thọ tưởng hành thức không còn. Thọ tưởng hành thức không còn thì sao quý vị? Thì cái xác thân tứ đại của chúng ta sẽ thay vào bằng thân kim cang bất hoại của Phật, và tương lai chúng ta sẽ đi đến sự giải thoát. Rồi bên cạnh cái giới kế tiếp thầy dạy thế nào? Cái câu thứ nhất tới hai giới. Cái giới đầu tiên là phá ngũ uẩn, cái giới thứ hai là rứt lần tham ái. Vậy thì rứt lần là cái gì? Rứt lần là bứt rời. Bứt rời cái gì? Bứt rời cái sự tham ái. Mà bứt rời một lần một phải là như thế nào? Bứt rời từ từ. Tại vì thầy dạy rứt lần, rứt lần này là bứt rời từ từ như quý vị, chứ không phải là bứt rời một lần một. Trong thời kỳ của Đức Phật thì Phật dạy rứt một lần một. Phật dạy nếu nhổ khác ái lên, tận cùng đến gốc rễ, không còn đối và khác, được giải thoát tịnh lạc. Đó là gì? Là mình nhổ một lần một. Bây giờ với thời đại của Đức Thầy, trong cái vấn đề gì? Trong cái vấn đề đây là thời buổi hạ nguyên mà Pháp, mình rứt ái là phải rứt từ từ nghe. Rứt một lần một, bây giờ hai vợ chồng đồng đi nghe thuyết giảng, hai vợ chồng đồng đi niệm Phật, hai vợ chồng đồng đi cầu nguyện. Mà nghe cô Trang thuyết xong về soạn đồ, soạn đạt lên núi. Nói bữa nay ông nghe cái bài Pháp gì mà ông đi lên núi ông bỏ tôi. Nói rồi cô Trang nó rứt lần tham ái, rứt một lần một. Không có nghe, rứt từ từ nghe. Nghe xong về mà xếp quần xếp áo lên trên núi đã nở, 1 phút 30 giây bà vợ tới chân núi rồi, đâu có đi được, phải không? Bây giờ mà mình tu mà mình rứt một lần một đâu có được. Đó là cái tình cảm vợ chồng. Cho nên thầy dạy đàn ông tu niệm khá nghe đây. Con vợ quan gia đã lỡ gây, nếu lỡ gây rồi thôi gán trả nhọc nhằn được biết chớ thêm gây. Mình đừng có gây nữa, mình đã lỡ gây cái quan gia trái chủ này rồi. Từ nghe, đừng có rứt một lần một nghe. Và nói cô Trang kêu rứt một lần một là tôi không có chịu trách nhiệm nghe. Thư kiện đồ này kia đó, rứt từ từ. Ngoài cái vấn đề vợ chồng, còn con cái, xuôi gia, cháu nội, cháu ngoại, tất cả những vật dụng xung quanh chúng ta đều thể hiện cái sự ái hết trơn. Có người nói bây giờ vợ chồng của chúng tôi không còn gì cả, vậy thì tôi đã rứt ái được rồi. Tôi nói không, cái ái này nó rộng lắm chứ đâu phải là riêng về tình cảm vợ chồng không. Xui gia, cháu nội, cháu ngoại, cái điện thoại của chúng ta mà chúng ta thích cũng là cái ái đó. Tất cả mọi thứ, cái chữ ái này nó bao gồm tới hai cái nghĩa lận. Chữ ái trong giáo lý của nhà Phật và chữ ái trong gì? Từ điển Hán Việt của chúng ta. Bây giờ chữ ái của thế gian trong từ điển Hán Việt dịch ra cái gì? Là sự yêu thương, thích mến mọi thứ xung quanh mình, phải không? Bao gồm tự thể ái, đương sanh ái, cảnh giới ái. Tôi nói tự thể ái là cái gì quý vị? Là mình yêu cơ thể của mình đó. Ở trên đài, trên báo, trên mạng có nói là phụ nữ chúng ta phải tự yêu bản thân của mình, phải không? Vậy thì yêu vừa vừa thôi nghe. Yêu quá nó bị luyến ái. Luyến ái được cái thần thức của mình đầu xanh không có được, phải không quý vị? Bây giờ mình luyến chỗ nào là mình đầu xanh chỗ đó đó. Bây giờ vị sư mà luyến cái bộ y, không dám mặc cái bộ y nha. Để trong tủ hoài, lâu lâu mở tủ ra nhìn cái bộ y đó, mặc sợ gách, mặc cái sợ hư. Khi mà chết rồi vị sư này đầu xanh thành con rận nằm trong bộ y đó. Nhà sư luyến cái bó mía, bữa nào tụng kinh xong cũng ra nhìn cái bó mía, nhìn cái bụi mía không có dám ăn. Thì khi chết đầu xanh trở thành con sâu nằm trong bụi mía. Cái cô này lúc còn
sống rất là mê vàng và mê tiền. Khi mà chết rồi đâu có đầu sanh được nữa, đầu sanh trở lại để giữ vàng giữ tiền không giải thoát được. Cho nên đây là cái gì? Là tự thể ái. Luyến cái nào là chúng ta sẽ đầu sanh lợi đó, phải không? Cho nên vì thế khi mà Đức Thế Tôn cùng với Ngài A Nan đi giáo thuyết đó, nhìn thấy một cái xác sình, một cái con dòi rất là lớn bò quanh gương mặt của xác sình đó, thì lúc này Ngài Đức Phật mới nói: này A Nan, ông có thấy con dòi rất lớn bò quanh gương mặt của xác sình không? Ngài A Nan nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, con thấy. Nguyên nhân tại sao vậy ạ? Thì lúc này Đức Thế Tôn mới nói: này A Nan, ông có biết không, cái xác sình này lúc còn sống là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, nhưng do mỗi buổi sáng đều thích cái gương mặt của mình, đều lấy gương để soi gương mặt của mình để mà tô son chét phấn, từ đó cái ái luyến vào gương mặt. Cho nên vì thế từ bỏ cái xác thân tứ đại này, thần thức không giảng sanh được, mà đầu sanh thành con dòi rất lớn bò quanh gương mặt của xác sình, thể hiện sự luyến ái. Cho nên hôm nay tất cả chúng ta mình phải dừng lại cái mức độ luyến ái nha quý vị. Ngoài vấn đề đó còn tự thể ái rồi không? Đương sanh ái là cái gì? Là yêu tương lai của mình đó. Bây giờ hôm nay mà mình đọc giảng hay nghe, mình làm cái gì tốt cái mình nói là nhiệm kỳ sau 4-5 năm sau tôi sẽ lên làm trưởng ban nghe, tôi sẽ lên làm phó ban rồi thư ký rồi đó. Mình tưởng tượng ra, mình tưởng tượng xong rồi bắt đầu cái mình yêu luôn cái tưởng tượng đó, mình yêu luôn cái tương lai đó. Tôi đọc giảng hay nghe thì có lẽ là năm sau tôi qua ban trị sự trung ương, tôi thi làm đọc giảng viên ở bển rồi đó. Thì mình yêu cái tương lai đó, gọi là gì? Đương sanh ái. Chưa có tới mà mình đã thích rồi. Và cảnh giới ái là yêu xung quanh mình, yêu chiếc xe chở mình đi đọc giảng, yêu cái giường mình đang ngủ, yêu cái ngôi nhà mình đang ở, yêu cha mẹ mình, yêu con cái mình, yêu tất cả mọi thứ. Đó là gì? Là cảnh giới ái đó. Cho nên hôm nay thầy dạy dứt ái ân quyến thuộc chuyện trò, thoát sống khổ, thương yêu ly biệt, phải không? Vậy thì đó là cái chữ ái của thế gian. Bây giờ chữ ái trong giáo lý của nhà Phật và Đức Thầy đều có một cái nghĩa chung, đó là gì quý vị? Là cái sự dục lạc. Vậy thì tham ái ở đây là sự ham muốn khao khát dục lạc. Trên thế gian này nghe quý vị, tất cả mọi thứ đều có thể dễ rứt, riêng cái ái là chúng ta khó rứt nhất. Một hôm có 30 vị tỳ kheo này tiến về thành Dương Xá để yết kiến Phật. Trên đường vào thành Dương Xá để đến Tịnh Xá Kỳ Hoàng, 30 vị tỳ kheo này không dám nhìn xung quanh. Tại sao? Tại vì chúng ta biết cái sự hoa lệ và cường tráng của thành Dương Xá rất là làm cho lòng người siêu động. Cho nên vì thế 30 vị tỳ kheo này không dám nhìn, tại vì rất là tráng lệ. Thì chỉ cúi mặt xuống để mà tiến thẳng về Tịnh Xá Kỳ Hoàng. Nhưng đi tới một chỗ, gặp một số người phạm nhân ở đây đang bị trói buộc với cái sợi xiềng xích rất là đau khổ. Thì đến Tịnh Xá Kỳ Hoàng có một vị đứng lên với bạch với Phật: dạ bạch Phật, chúng con đến Tịnh Xá Kỳ Hoàng để ý kiến Phật. Trên đường đi có gặp những vị phạm nhân đang bị trói buộc với sợi dây xiềng xích rất là đau khổ. Vậy thì hôm nay con bạch với Phật, ngoài những sợi dây xiềng xích đó, trên thế gian này có sợi dây nào đau khổ giống như vậy nữa hay không? Thì lúc này Đức Thế Tôn mới trả lời: này các tỳ kheo, trên thế gian này ngoài những sợi dây xích xiềng đó, còn sợi dây ái dục là sợi dây đau khổ nhất của tất cả chúng sanh. Này các tỳ kheo, trong vô lượng ức kiếp về trước, có một chàng thanh niên này là một người rất là nghèo, nhưng mà rất là có hiếu với mẹ. Từ cái chỗ có hiếu đó, khi mà mẹ của chàng chết, chàng mới có được một người vợ rất là thương mình. Thì khi mà cưới được người vợ xong rồi, lúc này tâm thức của chàng muốn đi tu. Thì lúc này chàng mới nói với vợ của mình: này nàng ơi, ta muốn xuất gia tầm đạo, muốn trở thành một vị ẩn sĩ, nàng có đồng ý không? Thì lúc này người vợ nói: chàng ơi, chàng mới cưới ta về, chàng hãy cho ta một đứa con đi, rồi chàng hãy đi. Thì một năm sau cái người vợ mang thai. Mang thai xong thì người chồng ấy mới nói lại lên ký nguyện của mình: này nàng ơi, ta muốn tìm cầu giải thoát. Thì lúc này bà vợ có nói: chàng ơi, ta mới mang thai, đợi cho ta sanh con đầy đủ là mẹ tròn con vuông đi, chàng hãy đi. Thì cái chàng trai này nghe vợ của mình nói vậy mũi lòng quá, đợi đến lúc mà nàng này sanh ra mẹ tròn con vuông rồi thì chàng nói thêm một lần nữa. Người vợ nói: này chàng ơi, hôm nay mẹ tròn con vuông rồi, nhưng mà
thì thôi đợi đến 3 tuổi hết đi. 3 năm sau con 3 tuổi thì lúc này ảnh mới nói thế này: này nàng ơi, con mình đã 3 tuổi rồi, vậy thì ta lên núi để mà ẩn tu, để mà trở thành một vị ẩn sĩ nghe. Thì người vợ mới trả lời: này chàng ơi, thiếp lại mang thai nữa rồi. Theo như quý vị sẽ đợi 9 tháng 10 ngày đúng không? Rồi đợi cứng cá xong rồi tới 3 năm sau: chàng ơi, thiếp lại mang thai nữa rồi, phải không? Cái sợi dây ái nó cứ như thế. Thì lúc này chàng thanh niên không nói gì cả. Đã 3 năm trôi qua rồi mà bây giờ vợ mình lại mang thai là ý vợ mình không cho mình đi rồi. Thì lúc này chàng không nói bất kỳ một điều gì cả. Đợi đêm xuống lén mấy như thế nào quý vị, mấy dán cái màn lên nhìn vợ nhìn con lần cuối giống ai? Giống thái tử Sĩ Đạt Ta phải không? Dán nhìn công chúa Gia Vua Đà La và đứa con La Hầu La của mình để mà xuất gia tầm đạo đó. Thì khi mà lén nhìn xong rồi, chàng mới xếp đồ và lên núi ẩn tu, trở thành một vị ẩn sĩ. Và khi ẩn tu đã chứng đắc quả đó, lúc này chàng mới ngồi thiền định, mới quán xét một điều: nếu khi xưa ta không mạnh dạn bẻ gãy gông cùng của cái sự luyến ái, và nếu khi xưa ta không mạnh dạn chặt đứt đi cái sợi dây quan nghiệp của vợ con, thì hôm nay ta sẽ không bao giờ trở thành một bậc đại giác. Và khi mà Đức Thế Tôn kể xong, và Đức Thế Tôn mới nói thêm: này tỳ kheo, đó là tiền thân của ta, người vợ đó là nàng công chúa Gia Du Đà La đó, trải qua 99 kiếp, và kiếp nào công chúa Gia Du Đà La cũng hỗ trì cho quá trình thành đạo của ta. Nếu hôm nay tất cả các vị tỳ kheo không rước ái được, bản thân ta không rước ái, thì hôm nay làm sao có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, phải không quý vị? Mình phải rước ái, nhưng rước từ từ ngang, đừng có về mà giống như vị ẩn sĩ mà lén lén mà bỏ đi đó ngang. Rồi mấy cô mà chạy lên dạng sáng nhìn ra gặp cô Trang đó, cô Thiết thì sao mà ông chồng cũng đi mất tiêu rồi đó ngang, là không được nghe. Rước từ từ, bỏ xuống từ từ tất cả mọi thứ. Vậy thì hôm nay mình muốn rước ái, chói sợi dây chói buộc chung vô lượng ức kiếp rồi, hôm nay mình muốn chặt đứt dây mơ ghế má, chặt đứt đi cái sự gì luyến ái. Giống như anh chàng thanh niên lúc nãy thì chúng ta phải làm sao? Mình không có bỏ vợ bỏ chồng nghe. Ở đây là phải tu đồng vợ đồng chồng, tu cầu gia đạo dung tròn, chồng hòa vợ thuận, cháu con thảo hiền. Mình là người tín đồ Phật giáo hòa hảo, vừa lo làm ăn, vừa lo tu hiền chân chất, vừa thương vợ thương chồng của chúng ta. Mình phải chung thủy một vợ một chồng, đừng bao giờ gứt, mà phải gứt bằng cách nào? Ngồi xuống nói chuyện với nhau: bà ơi, chúng ta đã 50-60 tuổi rồi, bây giờ tôi với bà ở bên ngoài là tình nghĩa vợ chồng, mình gán về đi cầu nguyện cúng lại, nghe thuyết giảng về xong tôi với bà gán niệm Phật, khi mà cái người nào đi trước, người còn lại không có bị luyến ái, không có khóc lóc, không có kể lể ngang để cản trở cái quá trình chúng ta giải thoát, cháu nội cháu ngoại gì đó, thì con của mình ai sanh thì nấy giữ, phải không? Mình đừng có giữ cháu nội cháu ngoại nghe, nó đã giữ con đó là quá khổ rồi, bây giờ giữ luôn cháu nội cháu ngoại thì có phải là cái nợ không? Bây giờ con ai nấy giữ, tôi với bà gán niệm Phật, gán hành đạo để mà chúng ta về gặp Phật gặp thầy, tại đại hội hôm qua kiến diện bậc chân sư tu hành mau đất quả, phải không? Chứ bây giờ ở đây mà giữ con xong rồi bây giờ giữ cháu nữa thì biết bao giờ chúng ta mới giải thoát được. Mình giữ nó mà thử thời, mình luyến nó mà chúng ta biết là luyến, mà luyến vợ chứ không có bằng luyến con luyến cháu nha. Cháu nội cháu ngoại của mình mà mình thương, mà một ngày nào đó mà mình không gặp nó, mình nhớ không? Rất là nhớ. Cho nên bỏ xuống từ từ. Khi giờ phút bà mình mà đi giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó, đứa cháu nội mà đứa cháu ngoại mà lại mà nắm cái vạt áo ông nội ông ngoại ơi bỏ con lại sao con sống nổi đó ha, là lúc đó không bao giờ giải thoát được. Cho nên hôm nay muốn rước ái thì mình phải làm sao? Phải có gươm trí. Thầy dạy: mài gươm trí cho tinh cho khiết, dứt tâm trần kiếm chữ sắc không. Vậy thì muốn rước ái là phải có gươm trí. Bể ái hà gươm linh, sớm dứt lòng bồ đề sắc đá giấm kình, cả tiếng kêu lớn nhỏ đệ huynh noi chí ấy sửa sang thời thế. Muốn rước ái là chúng ta phải giữ giới, kết hợp với niệm Phật, lấy tám điều răn cấm của Đức Thầy gào cả
tình dục trọng lòng ta, đừng chiều theo nó vậy mà hư thân. Đây là vấn đề gì? Là gức ái. Tại vì sao? Tại vì cái chữ tâm là quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Bên đây là tâm ma, bên đây là tâm Phật, chỉ cách nhau một cái ranh giới rất là mỏng manh. Nếu hôm nay chúng ta không lấy tám điều răn cấm gào cản lại thì mình sẽ có tâm ma nhiều hơn tâm Phật đó. Cho nên biết được điều này, lấy tám điều răn cấm của Đức Thầy gào cản, Thầy dạy thế nào? Phải thực thi vấn đề gìn giới cấm, sửa tâm mô tạp, niệm Phật thì phải diệt lòng tà. Kết hợp vấn đề gì? Niệm Phật, Thầy dạy nên nay hễ thành tâm niệm Phật, mà nếu được một niệm Phật ắt lìa được một niệm của chúng sanh, mà nếu niệm niệm Phật thì lìa tất cả niệm chúng sanh, cho đến khi nhất tâm bất loạn, chừng ấy cái vọng niệm của chúng sanh đã dứt thì sự ham muốn và các tình dục còn đâu mà nảy sinh ra được. Vậy thì muốn cất ái phải có cương trí, cương trí muốn có được là phải giữ giới kết hợp với niệm Phật để mài gươm trí cho tinh, cho khiết, chặt đứt dây mơ ghệ má của tha mãi để chúng ta hoàn mãn diệt trừ. Vậy quý vị, gốc của cái sự ái dục nghe chuông linh, sớm dứt bể ái hà, kẻo vật dục cuốn lôi vào bể khổ, phải không? Đó là câu thứ nhất. Bây giờ qua câu thứ hai, Thầy dạy thế nào? Vậy thì câu thứ nhất nói, mình nói tóm lại cái câu thứ nhất là phá ngũ quẩn rất lần tha mái. Câu này có hai vế. Vế đầu tiên là phá ngũ quẩn. Muốn diệt phá ngũ quẩn, mình sẽ diệt được cái tính tham, sân, si, nhân ngã. Muốn gức ái là mình phải giữ giới kết hợp với niệm Phật, chúng ta sẽ có gươm trí. Đó là câu thứ nhất. Bây giờ qua câu thứ hai, cõi sân si cũng phải tảo trừ. Câu này ai cũng biết hết trơn phải không? Cõi sân si cũng phải tảo trừ. Chữ cõi ở đây là gì? Là gốc rễ. Sân là gì? Nóng giận. Mê si là cái gì? Là cái sự mê lầm tâm tối. Vậy thì cõi sân si là cái cõi của cái sự nóng giận, mê si, tâm tối ngu muội của tất cả chúng ta. Mà cõi sân si này là hai trong tam độc chướng mà Đức Thầy đã cấm chúng ta, phải không quý vị? Trong cái phần ý nghiệp tham, sân, si. Vậy thì cõi sân si là cái sự nóng giận, cái sự mê lầm, Thầy dạy cũng phải tảo trừ. Chữ tảo đây là gì? Là quét. Còn chữ gì? Chữ tảo trừ, trừ là gì? Là loại bỏ. Vậy thì tảo trừ ở đây là gì? Là quét, là loại bỏ. Giống như ngày bàn bạc khi xưa đó, là ngày dùng cái chổi của mình để quét bụi trừ bẩn. Hôm nay Thầy dạy mình cũng tảo trừ, là mình dùng cái chổi để quét gì? Quét cái sự nóng giận, quét cái gì? Quét cái sự mê si. Tôi nói cho quý vị, nếu mà trong tâm hôm nay của mình là người tu đó, mà mình tu từ bấy lâu nay mà tâm mình còn khởi lên một chút nóng giận là không bao giờ giải thoát được. Phật dạy nhất niệm sân tâm khởi, quả thiêu công đức lâm. Một niệm sân khởi lên thiêu rụi cả một đường công đức. Hôm qua tôi ngồi tôi nói chuyện với anh này là tài xế, anh nói cô Trang ơi, tôi tu mười mấy năm nay rồi, tôi nói với cô cái nghề tài xế này phải nhịn dữ lắm mới làm được. Nhưng mà tôi kể cho cô nghe, bữa đó tôi rất là hối hận. Mười mấy năm nay tôi nhịn được, có nhiều người chửi tôi, nghe lên xe uống rượu chửi, nhưng mà tôi vẫn nhịn. Nhưng hôm đó tôi chở nguyên một cái phái đoàn này đi chùa, mà tôi không nhịn được cái cô này, tôi tức, vô cùng tức. Bây giờ tôi sám hối không dám tái diễn lần thứ hai. Tôi hỏi thì sao vậy? Anh nói vậy nè, cái cô này là từ sáng cho tới chiều đó, 2 giờ chiều, chỉ còn 1 tiếng đồng hồ nữa là trả xe rồi. Từ sáng tới chiều cổ cứ chửi anh tài xế hoài mà anh nhịn. Còn chỉ còn một chút xíu nữa thôi, lúc này mới đậu tại bến phà Thuận Giang để mà qua An Hòa Tự của mình để cúng lễ 18 tháng 5 đó. Thì thường thường xe lớn người ta đâu có cho đò, đâu có cho qua phà, chỉ là cái người xuống phà qua bên kia cúng thôi, sau đó mới trở về phà mới lên xe. Thì ai cũng lên xe hết trơn rồi, còn mình lên cái cô này cô đi chậm chạp, cô đi hồi tới xe, cô bước lên xe cô nói tài xế gì mà đậu xe xa còn hơn cái gì nữa, lỗi nó mệt muốn chết. Bắt đầu bắt cự bắt chữ lên cái anh tài xế, anh nhìn hết nổi rồi, phải chi còn một chút xíu nữa là được rồi. Không, anh nói giờ bây giờ
chờ cô đi được thì đi, đi không được thì bước xuống xe tôi không chở nữa. Nói có bao nhiêu thôi quý vị. Cô này từ đó cho tới chiều tới về luôn không nói cho chú này một câu nào cả. Là bắt đầu tự khắc lương tâm của cái người tu nó trỗi dậy. Chỉ nói bao nhiêu thôi quý vị, không có chữ đâu quý vị cho nghe. Là chú này, anh này mới nói cô Trang ơi, tôi hối hận một cái vô cùng hối hận. Phải chi mà mình nhịn chút xíu nữa là được rồi. Cái này là cô này đang thử mình đó cô Trang. Từ sáng mà phải chữ tôi tới chiều mà tôi không trả lời. Bây giờ còn thiếu một chút xíu nữa là Phật trước rồi. Mà bây giờ nói một câu bây giờ đi không được thì bước xuống xe. Tôi nói có nhiều đó cô Trang mà tôi hối hận tới bây giờ 2 năm trời đó nghe. Tôi nói với bản thân của mình không bao giờ tái diễn nữa. Tại sao người khác xâm mình, chữ mình mà mình còn nhịn được? Tại sao cái cô này cũng nói có bao nhiêu mà mình nhịn không được? Bắt đầu tới chiều giả lả với cổ, mời cổ ăn cơm, cô đâu có trả lời. Cô này cũng giận nữa. Thì anh nói là cô Trang ơi, tôi nói với cô nghe, tôi thì không có tu nhiều, nhưng mà tôi biết trao sửa tâm mình. Tôi nói với cô từ đó tới hôm nay, ai nói gì, ai bước lên xe chữ như thế nào tôi đều nhịn hết trơn. Lần đó là cái lần cuối cùng tôi nổi sân với khách. Cho nên chúng ta thấy như thế nào quý vị, cái đường tu của mình nó khó lắm đó nghe. Cái vị tài xế đó người ta chỉ ăn chay thôi đó, người ta chưa có tu như mình đó. Hôm nay hàng ngày mình đi đọc giảng, đi cầu nguyện, trao sửa thân tâm. Có lỡ nói cái gì thì cứ nghĩ nhanh tài xế nghe. Từ sáng tới chiều chịu được, còn có 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ phải gán. Nhiều khi cái đó là cái sự thử của mình đó. Mà bây giờ mà mình không có kìm được cái sự nóng giận nghe, thì sao? Thiêu rụi cả một rừng công đức. Cho nên Phật dạy thêm, nhất niệm sân tâm khởi, bách vạn chướng môn khai. Một niệm sân khởi lên, trăm vạn cửa chướng mở để chào đón linh hồn tội lỗi của chúng ta. Cho nên hôm nay mình phải tảo trừ, tức là quét đi cái sự nóng giận, quét đi cái sự mê si của chúng ta. Vậy thì mình quét đi cái sự nóng giận của mình bằng cách nào? Ở đây có 3 cách thầy dạy. Diệt được nó tâm trần thông thả, ta thường nên tập tánh khoan dung. Thiệt hành đi đừng có ngại ngùng, tha thứ kẻ lỗi lầm ngu xuẩn. Và nhẫn nhịn đừng ham tranh luận, khỏi mất lòng tất cả mọi người. Tánh thuần lương vẻ mặt vui tươi, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Nay ta đã quy y cầu đạo, gây gỗ là trái thuyết từ bi phải không? Đừng có như anh tài xế nghe, phải khoan dung, nhẫn nhịn và từ bi để quạt tắt cái ngọn lửa sân của mình. Đầu tiên là khoan dung, thương người như thương mình. Kế đó là nhẫn nhịn, ai nói gì nói, kệ, đóng cái kệ để lên. Ai có nói gì nói không quý vị? Cái thứ ba là từ bi, thể hiện cái sự từ bi của mình. Tôi nói với quý vị cái vấn đề khoan dung đó nghe, là cái vấn đề mình đang làm hiện tại này. Tín đồ Phật giáo bảo chúng ta đang làm đó, cái sự khoan dung của mình đó. Cho nên thầy dạy tiên sử kỷ hậu lai sự bỉ, bắt lỗi người phải xét lỗi mình, ấy mới là phải bực công bình, nẻo tránh trực chí người quân tử. Cái người quân tử của người ta đó không bao giờ bắt lỗi người khác, lúc nào cũng nhìn lại cái lỗi của mình. Là phải bực công bình, nẻo tránh trực trí người quân tử. Mà hôm nay mình cứ bắt lỗi người khác hoài. Mình không có khoan, mình không có dung, mình không có tha, mình không có thứ, phải không quý vị? Bây giờ người ta có lỗi với mình, người ta chưa kịp xin lỗi mình tha thứ đi. Thầy dạy trong điều lăng cấm thứ nhì đó, ta chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận nghe. Chứ không phải là lúc mà hết nóng giận nghe. Đó là cái điều khó. Nhưng mà chúng ta phải gán làm. Để mà chi gì? Để cho chúng ta diệt đi cái sự tham, cái sự gì? Cái sự nóng của chúng ta đó. Và cuối điều răn cấm đức thầy dạy, đạo pháp thường hay dung với quà, xét người cho tội xét thân ta. Nếu người rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta, phải không? Cho nên phải khoan, phải dung, phải tha thứ. Kế đó là nhẫn nhịn, ai chửi mắng thì ta giả điếc, đợi cho người hết giận ta khuyên. Chữ nhẫn hòa ta đẩy đầu tiên thì đâu có mang đâu thù oán. Có người nói cô Trang ơi, nhẫn nhịn làm sao được? Tôi nói không được cũng phải được, phải không? Mình hôm nay mình tu mà, mình không nhẫn được cũng phải nhẫn được. Mình ăn chay trường mà, mình ăn chay kỳ 4 ngày mà mình ăn lên chay trường được. Hôm nay tại sao mình mà mình không nhẫn nhịn được? Chay trường 4 ngày, chay kỳ 4 ngày mà chúng ta còn
nhịn này, ai nói gì kệ, ai nói cay nói đắng kệ, ai nói quan ức kệ, cái gì cũng kệ hết trơn đi, thì tất cả mọi thứ đều hoàng, đều hảo hết trơn. Thầy tổ đang nhìn mình, việc làm của mình, ai nói gì nói kệ, mình cứ hoàn mãn tu hành đúng đi, thầy tổ sẽ gia hộ cho chúng ta. Kế đó là gì? Là từ bi. Từ bi ở đây thường thường tôi nói là có hai nghĩa, đúng không? Từ bi của nền đạo của mình, đạo của mình là Phật giáo hòa hảo, hòa là thuận thảo, hảo là tốt đẹp. Mà bây giờ mình không hòa, mình không thuận, mình không thảo, mình không hảo thì làm sao có thể hoàn mãn? Thầy dạy thế nào? Chớ chia rẽ, phải đồng tâm lực, khua giọng vàng đánh thức bốn phương, chấn hơn Phật giáo học đường dưới trên hòa thuận chọn đường quy nguyên, phải không? Dưới trên hòa thuận chọn đường quy nguyên, phải đoàn, phải kết. Đó là cái chữ từ bi của nền đạo của mình, đoàn kết để dìu dắt lẫn nhau đi vào con đường đạo đức. Và cái sự từ bi thứ hai là gì? Là tâm của mình. Sao quý vị? Ai nói gì nói, lấy câu giảng của Đức Thầy áp dụng vô liền. Việc hung ác thể vừa thấp thoát, chữ từ bi ta diệt nó liền. Sự quán thù đáp lại chữ hiền, thì thù quán tiêu tan mất hết. Đó là cái gì? Đảo trừ sân, ba cách: khoan dung, nhẫn nhịn và từ bi để độ sân. Bây giờ tới mê si. Mê si là cái sự tâm tối ngu muội của chúng ta đó. Vậy thì hôm nay muốn tảo trừ si là chúng ta phải làm sao? Thầy dạy như thế nào? Việc mê si phải nương thuyền giác, muôn việc làm tránh trực khôn ngoan, đừng bả đâu tin bướng nghe càng, làm ngu muội đỏ thân muộn kiếp. Vậy thì hôm nay chúng ta muốn diệt đi cái sự mê si tâm tối ngu muội của chúng ta là mình phải lên thuyền. Mà thuyền này là gì? Là thuyền giác. Chữ thuyền này là có y dài. Đây là cái con thuyền đại đạo. Vậy thì muốn lên con thuyền đại đạo này, mình phải có thiền định đặt làm thể, trí huệ đặt làm mạng, linh hồn nhập liên qua, siêu sanh vào cõi niết bàn. Đây là vấn đề gì? Là vấn đề chúng ta lên thuyền giác để có thiền định đặt làm thể đó, trí huệ đặt làm mạng đó, để linh hồn nhập liên qua đó, siêu sanh vào cõi niết bàn đó, để tương lai gặp được Phật, gặp được thầy, kiến diện bậc chân sư, tu hành mau đắc quả. Vậy thì muốn diệt được, chúng ta có 5 cách. Thứ nhất, phương pháp dân tư tu. Thứ hai, pháp môn thập nhị nhân duyên. Thứ ba, pháp môn hoàng diệt. Thứ tư, phương pháp diệt du minh. Và cuối cùng là tu thiền và tu tịnh, để dẹp phá màn vô minh che mờ căn trí. Ngoài 5 cái phương pháp này thì chúng ta thấy cái phương pháp cuối cùng đó là tu thiền và tu tịnh, không quý vị? Tôi nói từ bấy lâu nay muốn diệt đi cái sự vô minh tâm tối không ngoài gì vấn đề chúng ta tu thiền là trở về nội tâm, tu tịnh là niệm Phật, để mà chúng ta diệt phá đi cái sự vô minh tâm tối ngu muội trong tâm thức của chúng ta. Vậy thì hôm nay tu thiền là gì? Là tu tự lực. Tu niệm Phật tịnh độ là cầu tha lực. Hai cái vấn đề này là hai vấn đề khác nhau. Tu thiền là tự lực, trở về nội tâm, tĩnh lự tư duy. Ai ai cũng gắng xét mình, nếu còn tánh xấu thì sao? Thì rinh ra ngoài, phải không? Vậy thì hôm nay mình tu thiền, trở về nội tâm, quán xét tâm mình, tu tự lực, để chúng ta có cái sự thiền định trong nội tâm. Vậy thì hôm nay mình cúng xong, mình thực thi vấn đề tu thiền, kiếm cái chỗ nào đó suy xét tâm mình, tỉnh lự trong tâm thức của mình, hôm nay có làm cái điều gì khiến ai buồn không, lời nói của mình nói ra có phạm vào lưỡng thiệt ỷ ngôn ác khẩu giọng ngữ không. Tất cả những điều chúng ta suy xét là mình đang quét gác trong nhà của chúng ta đó. Từ bấy lâu nay mình tu, mình nhìn cái lỗi của người ta không? Bây giờ mình tu, mình phải quét gác trong nhà của mình. Mình nhìn cái lỗi của người ta, mình chỉ người ta quét gác xong, cuối cùng người ta giải thoát, mình ở lại ta mà. Tại vì cái nhà của mình không quét. Cho nên hôm nay tu thiền là trở về nội tâm, tu tự lực, quét gác, nhìn lại bản thể của mình, coi mình xấu chỗ nào, loại bỏ cái nào.
từng bước đi đến sự giải thoát. Thầy dạy thế nào? Tu giới tịnh biết làm chẳng khó nếu lặng tâm có ngộ đạo màu, phải không? Vậy thì hôm nay chúng ta tu thiền là phải trở về nội tâm, quán xét tâm mình, kết hợp với tu tịnh. Câu này một hồi mình hỏi ngang, tu thiền là tự lực trở về nội tâm, suy xét tâm mình sàng lọc để kết hợp với tu tịnh. Tu tịnh là gì? Là niệm Phật, phải không quý vị? Phải tu tịnh là niệm Phật không? Tu tịnh là thực thi vấn đề niệm Phật. Vậy thì niệm Phật ở đây có mấy cách? Ba cách phải không? Niệm Phật ở đây là có hai cách chứ không phải là ba cách, bốn cách nghe quý vị. Có nhiều người nói cô Trang là niệm Phật tới ba cách, tôi nói ở đâu ra tới ba cách. Niệm Phật chỉ có hai cách thôi. Thứ nhất là niệm Phật theo thời khóa, thứ hai là niệm Phật theo tứ quy nghi. Niệm Phật theo thời khóa là gì? Cúng xong ngồi thẳng lưng bán già niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng được, cái từ cũng được của Đức Thầy. Là tùy vào căn cơ trình độ của chúng sanh, thầy biết mình. Trong thời buổi hạ quân mà pháp này vừa tu vừa lo làm ăn, vừa lo tu hiền chân chất, mà bây giờ thầy bắt buộc mình niệm Phật, thì cái công việc làm ăn của mình, buôn bán của mình làm sao có thể hoàn mãn. Cho nên cái từ cũng được này là tùy vào căn cơ diệu dụng mà Đức Thầy đã chỉ dạy cho chúng ta. Hoặc là chúng ta ngồi thẳng lưng, ngoài cái vấn đề đó chúng ta còn niệm 37 chữ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức, nhất thập nhất vạn cửu thiên ngũ bá, đồng danh đồng hiệu đại từ đại bi phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật. Đây là 37 chữ, đây là cách niệm Phật theo thời khóa. Cúng xong chúng ta ngồi thẳng lưng bán già niệm Nam Mô Di Đà Phật và thực thi cái phương pháp thứ hai, đó là tứ quy nghi. Bên trong hậu cần của chúng ta đang thực thi công hạnh tứ quy nghi, đó là vừa lật cao, vừa niệm Phật, vừa nghe pháp. Ở đằng trước chúng ta đang thực thi công hạnh gì? Cũng tứ quy nghi. Mình đang ngồi nghe pháp, tâm tĩnh lặng nghe chánh pháp và kết hợp với niệm Phật. Thầy dạy thế nào? Nam Mô Di Đà Phật 6 chữ, đi, đứng, nằm, ngồi, ráng niệm chớ quên không đợi gì thời khắc. Hay là cái câu gì Đức Thầy dạy? Ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu, nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp. Vậy thì đây là phương pháp tu tịnh, là kết quả của quá trình niệm Phật. Vậy thì mình muốn diệt đi cái sự vô minh tâm tối là chúng ta có 5 cách diệt. Trong đó tu thiền và tu tịnh là hai phương pháp diệt vô minh nhanh, gọn, lẹ, dứt khoát nhất. Trong bài Pháp Môn Hoàng Diệt, Đức Thầy dạy mình như thế nào? Nên tìm con đường bát chánh đạo của Phật mà đi, giữ tâm thanh tịnh là mình đang tu thiền phải không? Làm việc nhân từ, không lòng hờn giận, chẳng giả ghét tranh, chuyên tâm niệm Phật là mình đang tu tịnh. Giúp thế độ đời đừng chứa điều phiền não và để bụng tham lam ích kỷ, gây mối thiện duyên lần lần trí huệ được mở mang, cõi lòng sáng suốt thì màn vô minh sẽ bị diệt mất. Cho nên hôm nay chúng ta phải thực thi 5 phương pháp diệt vô minh. Và ngoài 5 phương pháp đó ra thì phương pháp cuối cùng tu thiền, tu tịnh thì chúng ta sẽ dẹp phá màn vô minh, đi đến kết quả hai câu cuối cùng. Đó là gì? Đem về giác tánh chân như, kim thân thị hiện, dứt trừ tử sanh, phải không quý vị? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nói về hai câu cuối cùng. Đem về là mang về. Giác tánh là gì? Giác tánh là gì quý vị? Giác tánh là tánh Phật, tánh giác ngộ có sẵn của tất cả chúng ta. Tánh Phật là gì? Tánh Phật là tánh bình đẳng giữa Phật với chúng sanh, pháp không bình đẳng của Như Lai, gọi là bản giác. Đây là tánh Phật. Mình sinh ra đời mình có tánh Phật không? Có không quý vị? Có. Nhưng từ bấy lâu nay mình sống chung với ngũ quẩn, mình nghĩ ngũ quẩn là anh, là bạn, là bè của mình, là bản thể. Nhưng tôi nói cái viên ngọc của chúng ta nghe, trong sát thân tứ đại của mình nó nằm ở phía sau, ngũ quẩn nó nằm ở phía trước. Nhưng mà bây giờ mình phá ngũ quẩn thì cái màn vô minh nó sẽ bị diệt qua một bên. Thì khi mà nó dẹp qua một bên rồi thì bản thể viên ngọc quý của chúng ta nó
sẽ hiện bày ra trước mắt. Cái đó là gì? Là tánh Phật của chúng ta đó. Cho nên thầy dạy như thế nào? Người mới sanh tánh thiện trời dành, bởi lớn lên tập nhiễm lợi danh nên tật xấu che mờ thiện tánh. Thiếu giáo dục thiếu thêm đức hạnh, ta quyết lòng nhắc lại tánh xưa. Tánh xưa là gì? Là Phật tánh, là bản thể, là chủ nhân ông, là viên ngọc quý trong tâm thức của chúng ta đó. Vậy thì hai câu trên là cái nhân, hai câu dưới là cái quả. Cái nhân của chúng ta đã hoàn thiện rồi thì cái quả chúng ta sẽ trổ. Đó là gì? Đem về giác tánh, là đem về tánh Phật đó. Chân nhân, chân là gì? Chân là chân thật không giả dối. Như là gì? Là trường tồn mãi mãi. Chân như là chân thật giả dối, trường tồn mãi mãi theo thời gian. Vậy thì đem về tánh Phật, tánh Phật này trường tồn mãi mãi theo thời gian, không bao giờ thay đổi, thì chúng ta đã chứng đắc được Phật tâm. Khi chúng ta đã chứng đắc được Phật tâm thì Phật không có mình sẽ hiện. Đó là kim thân thị hiện, dứt trừ tử sanh. Kim thân là gì? Là thân dạng 132 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Thế Tôn. Tôi đọc trong sách nghe, cái tướng tốt thứ 12 của Thế Tôn là kim thân, là thân vàng đó. Mà mình đọc tới đâu nghe, mình cảm thấy mình hoan hỷ, mình vui tới đó. Mình ước gì mình dáng tu, mình có thân vàng giống như Phật. Thưa quý vị, thân vàng, thân kim cang bất hoại, thân kim cang có ba cái đặc thắng. Có người nói thân kim cang là thân sao cô Trang. Thân kim cang có ba cái đặc thắng quan trọng. Thứ nhất, tột cùng nhất, đó là không bao giờ hủy hoại. Thứ hai, hơn hết tất cả các báo. Báo là vàng, bạc, châu báu, lưu ly, sa cừ, xích châu, mã não. Tất cả mọi thứ là hơn hết tất cả các báo. Hơn hết tất cả các chiến cụ, là những cái công cụ mà hoàn mãn nhất của thế gian, của cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cũng không bằng cái thân báo của Đức Phật. Cho nên thông kim cang của Phật có ba cái đặc thắng quan trọng, và ngài sở hữu một thân bất sanh bất diệt, đó là quá thân, pháp thân và báo thân. Đó là thân vàng. Nói gì? Thân vàng này là tất cả lông tóc của Thế Tôn đều có một màu xanh. Màu xanh này là màu xanh biếc, giống như lưu ly xanh của cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Trên đỉnh đầu của Thế Tôn, tất cả các lông tóc của Thế Tôn đều mềm, đều mịn, đều xoay dài bên phải và đều hướng lên bên trên, rất là hoàn mãn. Và thân của Phật là thân màu vàng, đây là tướng tốt, rất là hoàn mãn. Một khi tướng tốt đã hiện bày rồi thì sao quý vị? Kim thân thị hiện, dứt trừ tử sanh, không còn luân hồi trong sanh tử nữa. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, mọi việc đã xong xuôi, không còn trở lui trạng thái này nữa, phải không? Đây là đạt đến chỗ bất sanh bất diệt, đi đến chỗ giải thoát tịnh lạc đó. Vậy thì hai câu cuối, ngụ ý của hai câu cuối, thứ nhất, nếu hôm nay chúng ta tu mình chưa giải thoát mà tâm của mình được thanh tịnh, không tham, không sân, không si, không nhơn, không ngã, thì hiện thời mình sẽ chứng đắc được cái tâm mình sẽ bình, tánh mình sẽ tịnh, tướng hảo của chúng ta sẽ hiện bày. Tướng hảo của mình là kim thân thị hiện đó, dứt trừ tử sanh đó. Cho nên cái người càng tu thập thiện, càng đền trả thứ ân, càng giữ giới, càng niệm Phật, thì tâm càng bình, tánh càng tịnh, mặt rất là sáng và tướng rất là hảo. Và khi cái tướng của người ta có rồi nha quý vị, tôi nói cái đức của cái người hành đạo đó là giống như một cái mùi thơm bay ngược gió. Và cái đức độ này khiến cho người ta có thể cảm mến, khiến cho người ta có thể tu theo, khiến cho người ta có thể dứt trừ được tam nghiệp luôn nha quý vị. Nhiều khi mình đang bàn luận cái chuyện này, nghe nói này nói kia nghe, mà nhìn cái bóng dáng của cái người đó bước xuống xe là tự khắc cái đằng này mình không có nói bất kỳ một cái điều gì thị phi hết trơn. Là do đâu? Là cái luồng tư tưởng và cái đức độ của người đó lan tỏa đến với chúng ta. Cho nên hôm nay, nếu mà hôm nay chúng ta thực thi giữ giới, hành đạo hoàn mãn, mình sẽ chứng đắc được Phật tâm. Khi chúng ta đã chứng đắc được Phật tâm rồi, tâm bình tánh tịnh, mình sẽ có tướng hảo, oai nghi, trang nghiêm, thanh tịnh, mặc dầu mình chưa giải thoát. Và khi mình chưa giải thoát rồi thì tương lai
mình sẽ có thân kim cang bất hoại giống như Phật để đi đến ngưỡng cửa trường sanh bất diệt. Không có gì, để tương lai chúng ta giải thoát chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng thoát mê đồ dứt cột luân hồi, phải không? Vậy thì kính thưa toàn thể chư quý vị, qua bốn câu kim ngôn độc ngữ của Đức Thầy, phá ngũ quẩn rất lần tha mái, cõi sân si cũng phải tạo trừ, đem về giác tánh chân như kim thân thị hiện dứt trừ tử sanh. Thì bốn câu kim ngôn độc ngữ này đại ý hai câu đầu, chúng ta muốn phá ngũ quẩn là mình có diệt trừ tánh tham sân si nhân ngã, muốn rất lần tha mái, muốn rất ái chúng ta phải có gương trí, muốn có gương trí là mình phải giữ giới kết hợp với niệm Phật. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, cội sân si cũng phải tạo trừ, là cái cội nguồn của cái sự nóng giận mê si tâm tối, muốn tạo trừ xong mình phải khoan dung nhẫn nhịn và từ bi, muốn tạo trừ si mình phải có năm phương pháp: văn tư tu, pháp môn hoàn diệt, thập nhị nhân duyên, phương pháp diệt trung minh và tu thiền và tu tịnh. Đây là năm phương pháp. Đó là cái câu thứ hai. Hai câu cuối cùng là kết quả mình đã hoàn mãn quá trình dẹp phá màn vô minh, diệt được tánh tham sân si nhân ngã, tam nghiệp đã thanh tịnh, thì mình sẽ có kết quả hai câu cuối, đem về giác tánh chân như là chúng ta đã chứng đắc được Phật tâm. Khi mình đã chứng đắc được Phật tâm rồi thì kim thân thị hiện dứt trừ tử sanh, chúng ta sẽ hoàn mãn thoát khỏi luân hồi sanh tử để tương lai tiến đến quả vị tu tập giải thoát. Vậy thì qua bốn câu kim ngôn độc ngữ của Đức Thầy trong buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta đã tìm hiểu qua cái chuyên đề trong bài Công Cầu Tạo Hảo. Vậy thì trước khi rời khỏi diễn đàn, cũng cầu chúc cho toàn thể chư quý vị được thân khỏe tâm an, bồ đề tâm tinh tấn. Chúng ta hôm nay mình tu là mình phải gán nha quý vị, giống như con cá chép muốn quá rồng phải bơi ngược dòng nước đến ải môn quan để mà quá rồng. Hôm nay mình là người tu, là người đang đi ngược cái dòng đời, muốn trở thành Phật. Ai nói này nói kia, ai nói nặng nói nhẹ đóng cái kệ để lên, ai nói cay nói đắng, ai nói này nói kia nói tôi tối ngày đi làm chuyện tào lao kệ luôn. Mình tu là phẩm như thế nào? Phẩm tu hành tay gác mặt ly, chịu cay đắng của người sang sớt. Mình phải chịu cay đắng để chi? Để chờ ngày Đức Thầy trở lại ban cho xứng vị xứng ngôi đầy đủ thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ ghi cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang, phải chờ ngày Đức Thầy trở lại để chúng ta hoàn mãn. Vậy thì một lần nữa trước khi rời khỏi diễn đàn, cũng xin cảm ơn các vị chính quyền địa phương ở đây đã lắng nghe trên dưới hơn một giờ đồng hồ. Cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức ra các buổi thuyết giảng trong buổi sáng này để tôi và giáo lý viên Phan Chí Tâm đến đây cùng gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ với quý vị, gieo duyên Phật pháp với quý vị. Xin cảm ơn đoàn học viên An Bình An, đoàn học viên của tất cả chư quý vị ở đây thực hiện những đoạn thước phi này đăng lên trang mạng để phổ pháp chánh pháp của Đức Thầy. Và một lần nữa xin cảm ơn các chị là trưởng ban, phó ban, trị sự duyên, tất cả chư quý vị mạnh thường quân ở đây cùng toàn thể chư quý vị đồng đạo đã lặng tâm nghe pháp trên dưới hơn một giờ đồng hồ. Nguyện cầu hồng ân tâm bảo gia hộ cho quý vị được thân khỏe tâm an, động lại trong tâm của quý vị một phần nào đó trong bài pháp này, khi trở về nhà được trao sửa thân tâm để chúng ta tu hành đến ngày Đức Thầy trở lại. Dầu cho nay xa cách sở tề, sao thầy tớ gặp nhau Phật cảnh, ước trăm họ nhẹ mình có cánh, đồng ba về cực lạc một đàn. Xin mạng phép chân đồng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Xin chân thành cảm ơn giáo lý viên Nguyễn Thị Trang, trên dưới hơn một giờ đồng hồ đã hoàn thành xuất sắc bài giảng của mình, chi tiết rõ ràng bố cục mạch lạc, giúp cho đồng đạo chúng ta tăng trưởng niềm tin, đem nguồn sống mới cho nhân loại để tiến lên cõi đại đồng. Cầu chúc giáo lý viên luôn sức khỏe, hạnh phúc, trí huệ viên thành để phụng sự cho đạo pháp. Một lần nữa đề nghị chúng ta hoan nghênh. Nam mô A Di Đà Phật.